À, mình phải thật xinh đẹp cho ngày sinh nhật của Jeremy. Mày! Tao chưa từng thấy con bé nào mà phiền phức mà còn chửi thề như mày nữa. Điều cầu dù ăn ngon á. Kho có quay lại không? Tất nhiên có rồi sếp. Lần này mà sẽ chậm là cười xỉu nè sếp. Thôi, thù ba thôi, tao cười ỉa. Trưởng thành đi kho. Ngày mai là ngày sinh nhật của tập đoàn điệp viên chúng ta. Và chúng ta cần phải đặt gấp tất cả các bàn ở Home Bup. Nghe nói Kenneth cũng đang muốn đặt bàn ở Home Bup. Chúng ta cần phải triển khai nhanh hơn cô ấy để ngăn chặn cái việc đó. Không nữa không sếp, cho tôi một điều. Hôm qua mình không nghe máy cậu được, cậu có chuyện gì á? Có một chuyện là ngày mai là ngày sinh nhật của cậu và mình có đặt một bàn ở Home Bup cho riêng cậu, nhưng mà mình nghĩ chắc cậu sẽ không đi với một đứa như mình đâu. Cậu đừng bao giờ nghĩ như vậy chứ. Jeremy vãi cặc, cậu địch hả? Chuyện như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được hả Jeremy? Mình đi đây. Uầy, mình có mang thuốc đau bụng ỉa nè. Deuces, deuces. Deuces. Deuces.